bớt việc trang trí đồ ăn của bé gấu trúc. Bữa tiệc ẩm thực sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải thật xinh đẹp để tham dự bữa tiệc nhé. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hãy cùng đoán những gì được giấu bên trong đi nào. Thật đáng yêu. Bạn nghĩ nên mặc màu gì khi đến bữa tiệc nhỉ? Quên quà anh đào yêu thích của cậu ấy nhé. Những ngọn nến đang trốn ở đâu đó, bạn có thể tìm thấy chúng không vậy? Cái dẻo marshmallow nghịch ngợm. Tiếp tục trang trí bánh nào. Bật nhạc lên nào. Đám mây nhỏ có thể thổi tắt tất cả các ngọn nến không nhỉ? Bữa tiệc ẩm thực đã bắt đầu rồi. Hãy chia sẻ chiếc bánh ngon này với mọi người nhé. Ồ, đó là một lọ kẹo. Màu nào sẽ phù hợp nhỉ? Bạn ấy thích cái nơi nào nhỉ? Hãy
Yeah!
가자. 저는 과연